चाहिए। Ok nha mọi người, mình sẽ tô màu nha. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết như thế này nha. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Vẫn chưa xong cơ anh Đức. Vã. Hết kiểu. Dấu hiệu cưới đúng người, hai vợ chồng làm ra đồng nào rủ nhau đi ăn hết đồng đó. Đúng à? Ok nha. Em hết cứu rồi. Bọn này chơi gà mà anh. Ai giờ hắn tiết kiệm này? Chúng nó ra Tết mới được lấy. Vãi. Nhìn cô em làm cá chép này. Đưa anh nhìn cô em làm xôi cá chép. Khó thế mà cũng nghĩ ra được. Tôi như này nha mọi người. Thua mà em xác định thua từ đầu. Hết cứu. Anh chơi không? Em cũng không muốn ăn lắm. Hải sản. Ăn hải sản à? Ăn gì đấy ạ? Má ăn tố cáo mấy thằng. Vai cái con Kixi này nó là top Kixi mà nó 20 ạ.
Kiếm gì vậy? Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Đức không chơi à? Ok nha mọi người. Và đây mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh về củ khoai tây của mình nha. Phố xa đêm đông người về tình yêu dưới trăng thấp thoáng mà đôi nhân tình. Ăn gì đấy ạ? Bánh canh à, ăn bánh canh anh ạ. Ngan bánh canh cu hả? Có bún nè. Hôm bữa rủ đi ăn thì không ăn. Có được ăn chó đâu. Bánh canh. Ăn bánh canh cu. Đây. Anh ăn bánh canh hải sản thường nhá. Hay là em không biết cái chỗ này nó có ngon không. Có hai đánh giá thấp Hay giá thấp à? nhưng mà tám đánh giá tốt. Đi đứng ơi, ăn cức cho nó ăn cức. Hải sản. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video sau. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người bánh canh, nó là nước nó sệt sệt xong Chung rồi ngon lắm. ấy. Bánh canh kẹ sò chín mọi người ăn thử bao giờ chưa ở ô chợ Dừa? Đây là bức tranh của mình nha mọi người, không ai thèm trả lời luôn. Đây là Anh lý ăn do vì rồi. sao nhiều lúc mình rất buồn ngủ, mình bắt chuyện mọi người nhưng mà không ai trả lời mọi người ạ. Anh ăn rồi ạ. Tuấn Anh no. Mình sẽ tô như này nha mọi người. Ôi đau bụng mãi, sao cứ đến giờ này là buồn nhỉ nhỉ? Không thể đi ở được, đi ở mình sẽ không thể tô màu được mọi người ạ. À. Mình sẽ bị mất video, mất thời gian quá. Nhưng mình sẽ nghỉ ở. Ok nha mọi người, và mình sẽ tô cái áo của thằng này màu đỏ lè luôn nha. Ôi những tháng ngày dài sao xuyến lòng người.
Anh nghe gì không? Anh đừng. Sao mày sao nghe tiếng bù? Anh sao nghe thế không? Anh sao nghe gì đâu? Đấy, cái chỗ này là nó kêu là gì? Nhưng mà đây nó kêu, nó không kêu liên tiếp như kiểu mày đánh rắm nó thả nhiều quả liên tiếp. Quái. Anh chính như nào? Dạ. Đúng rồi. Phẩm. Phút chưa. Chung à đấy đúng rồi, chung bình. Yo. Buồn nhiều quá. Hay thôi em đi ở đây. Em không chơi đâu. Đợi quay đủ 5 phút xong đi ạ. Mày chụp. Không rồi. Trời ơi, em phân lợn này. Không chật ăn hai mấy mẹ đứng thua. Kìa. Anh kém. Vì nhiều khi kinh biển vô cực Thái Bình đẹp thế. Vì nó trên mạng nó thế thôi. Ruộng ấy. Nó là ruộng à? Nhưng mà Thái Bình có biển à? Ừ. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham à tham một nữa nha. Mình sẽ tôi sẽ cho mọi người thấy kết quả của video nhé. Let's go, tiếp tục nha mọi người. Hay cắt tóc ngắn nhỉ? Hay cắt tóc ngắn đến đây. Thôi, nó nuôi tóc dài. Hết trò chơi rồi mọi người ạ. Buồn ngủ quá, nhưng mà vẫn phải làm. Ơ, nay anh lấy video của em là ghép cái gì đấy anh Sắc? Thế là không cần phải lấy nữa đúng không anh Sắc? B. Anh hỏi mọi người ở đây là biết. Ở bên trong mặt sau của mặt đường. Xuống cái đồ nha. Xuống cái đồ nha. Người chỉ biết cà phê ở đâu. À người chỉ biết cà phê, người không biết cà phê. Người chỉ biết cái cà mặt đường. Đây bảo cà phê hiểu luôn đúng không? Bị ngán đỏ hồi ức đau thương, ý nghĩa bị ngán vàng vĩnh viễn không gặp lại. Ok mọi người, Tuấn Anh vừa nhuộm tóc trông chả khác gì. Em vẫn sẽ chê rồi, có Thịnh không chê thôi. À thôi mình không được cười đâu, mấy nữa mình làm tóc lại như kia thì cũng là mất tết.
Anh Long up story lại già thêm một tuổi. Anh Long về quê rồi mà. Đây là nhà anh ý đúng không? Chắc anh ý về ăn đấy. Bà xanh đứng rủ chơi bài. Ok nha mọi người. Còn trò gì để chơi không ta? Nhân gì đấy? Ok nha mọi người. Ok. It's my love, it's my own mind. Tell me if I could send up my heart to you. Đi trời. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết vào đây nha. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về cái quyển lịch nha mọi người. Một tờ lịch về ngày cuối năm nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nên là mọi người hãy theo dõi mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái này tô vào đây nha. Tiếp theo là lấy màu xám nha mọi người. À thôi, lấy màu xám. Tô hết vào đây nha. Tiếp theo là màu tím nha mọi người. Mình sẽ tô hết một tím vào đây nha mọi người. Đó, tô như thế này là được nha. Mình sẽ thấy em anh sẽ tô nốt nha mọi người. Mình sẽ tô như này nha.
Ok, mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Ok, mình sẽ tìm được cái đầu mới luôn nhá. Ok nha. Cho anh Đức xem cái này. Mèo đen của anh. Em mèo ta. Ok mọi người. Mình sẽ tô như này nha mọi người. Mình sẽ tô như này nha mọi người. Ok nha mọi người, đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Mình sẽ bắt đầu nốt nha mọi người. Xin ai vậy? Ok mọi người, mình sẽ tô hết như này nha. Anh đi mua mang về ạ. Anh không có ba lô ạ. Anh có định mua cái túi cầm tay không? Em định mua một cái túi cầm tay để đem về, nó giống cái bao tải nhưng mà nó đẹp hơn. Cái đấy thì khỏi phải đeo ba lô nữa vì nó to rồi. Có ai uống trà sữa không? No, Thịnh rủ em uống trà sữa. Thơm nhẹ.
Ok nha mọi người. Đặt trà sữa, mọi người đặt trà sữa về uống. Có ai uống trà sữa không? Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người ơi. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Bye bye.